Ô tô quay đầu ở chỗ cấm suýt gây tai nạn. Đèo qua hai vạch liền màu vàng để quay đầu, chiếc xe cỡ A suýt bị đâm hôm 14 tháng 1 tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, Vĩnh Kế. Tình huống giao thông. Từ góc quất của chiếc xe phía trước đang dừng chờ đèn đỏ, chiếc xe cỡ A màu đỏ cán qua hai vạch kẻ liền màu vàng để quay đầu. Ngay lúc này, một chiếc ô tô khác ở chiều đường đối diện đi nhanh tới, hai xe suýt đối đầu với nhau, may mắn không có va chạm xảy ra. Kỹ năng lái xe. Lái xe không được phép quay đầu ở chỗ cấm cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Trong tình huống vừa rồi, xe quay đầu đột nhiên xuất hiện từ góc quốc, nơi các tài xế ở làng ngược chiều không đề phòng, rủi ro tai nạn là rất cao. Nghị định 100 trên 2019 quy định, lỗi quay đầu trái phép trong khu dân cư bị phạt 400.000 đến 600.000 đồng. Nếu hành vi này gây ủng tắc giao thông, phạt 2 đến 3 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1 đến 3 tháng. Mang sườn chiếu xa đốt, chạm biệt áp vì thấy đèn đường chiếu vào bàn thờ. Ngày 17 tháng 1, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Đức Long sinh năm 1999 ở Sa Lâm Hà Nội án 13 năm tù về tội hủy hoại tài sản. Cáo trạng thể hiện Long là người nghiện ma túy không có nghề nghiệp ổn định và không nộp tiền điện nên bị công ty điện lực Sa Lâm cắt điện sinh hoạt. Vào tháng 12 năm 2022, khoảng 3 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2023, Long thấy khó chịu khi ánh sáng từ đường đèn chiếu vào trong nhà và bàn thờ nên nảy sinh ý định đốt chạm biến áp cách nhà 100m. Nam thanh niên lấy chiếu trong phòng ngủ, mang ra bật bếp ga đốt cháy rồi cầm tới, vứt vào trạm biến áp. Long sau đó về nhà, dỡ các thanh giường bằng gỗ bỏ vào cho đám cháy bùng to lên. Khi mọi người xung quanh thấy hỏa hoạn, ra chữa cháy và quát mắng, Long về nhà đi ngủ. Tháng 2, 2023, anh ta bị chính quyền địa phương đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Tháng 4, 2023, Công an cửa tối Long và Trưng cầu giám định, kết quả nam thanh niên mắc hội chứng nghiện cần sa Nhưng khi đốt trạm biến áp vẫn đủ khả năng nhận thức và điều kiện hành vi. Kết luận xả định liên quan thể hiện trạm biến áp bị đốt trị giá 802 triệu đồng và công ty điện lực Sa Lâm yêu cầu Nguyễn Đức Long phải bồi thường số tiền này. Xót xa khách đặt 15 mâm cổ rồi bom hàng khiến cô gái lên mạng xin giải cứu. Mới đây một cô gái đã nghẹn ngào khi đăng tải đoạt clip kêu gọi mọi người giải cứu giúp mình 15 mâm cổ vừa mới bị một người lạ bom hàng. Theo chia sẻ của cô gái, người đặt tiệc ban đầu nói rằng được một người quen trong ngành nấu cổ giới thiệu qua, nhờ cô gái nấu giúp 15 mâm tiệc cho một đơn vị quân đội. Sau đó người này còn uy tín chuyển hẳn 1 triệu đồng để làm tiền cọc. Thấy rằng người này cũng có thiện chí là được chị em cùng nghề giới thiệu qua nên cô gái không mảy may nghi ngờ mà bắt tay vào làm. Đến khoảng 3 giờ chiều khi các mâm cổ đã đâu vào đó, thì đối phương đã bất ngờ gọi lại nhờ cô gái mua thêm 15 chai rượu vang và đồng thời gửi luôn địa chỉ chỗ mua rượu, bắt cô gái phải mua theo địa chỉ đã yêu cầu. Cảm thấy có điều bất thường, cô gái đã đề nghị đối phương cọc thêm tiền rượu vì số tiền cho 15 chai rượu lên tới 30 triệu. Thế nhưng người đặt cổ không những không chuyển thêm tiền cọc mà còn nhanh chóng rời khỏi cuộc trò chuyện và chặn hết mọi thông tin liên lạc. Đến khi cô gái cho người đến địa chỉ mà người kia đã cho trước đó để hỏi về bữa tiệc, thì bên phía quân đội báo lại rằng đơn vị không có chương trình hay tiệc tùng gì, cũng như không có ai cùng tên với người đã đặt cổ. Cô gái đã không kìm được xúc động, vừa giàn dụa nước mắt, vừa kêu gọi cộng đồng mạng mỗi người một tay giúp mình giải tán 15 mâm cổ sau lời chia sẻ của cô gái nhiều người nhận thấy rằng hành vi lừa đảo tuy cũ nhưng vẫn còn hiệu nghiệm đối với những người nhẹ dạ cả tin và càng thành công hơn đối với những người chỉ biết quan tâm tới cái lợi mà vội vàng nghe theo lời người lạ đặt về một số lượng lớn hàng lúc đó đã tiền mất còn tật mang thế nên mọi người phải thật tỉnh táo và cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo như thế này truy đuổi xe ăn trộm, ô tô cảnh sát vô tình khiến cụ bà bị ngã văng trên đường. Đoạn video được ghi lại từ camera trên trực thăng của Sở Cảnh sát thành phố Torren, bang California, Mỹ vào ngày 11 tháng 1 vừa qua. Theo thông tin từ phía Sở Cảnh sát Torren, họ nhận được tin báo có một vụ trộm xe vừa xảy ra ở trung tâm thời trang Den Amo. Chỉ vài phút sau đó, phía cảnh sát đã xác định chiếc xe Toyota Prius màu bạc đang chạy trốn cách đó không xa và lập tức bố trí lực lượng truy đuổi. Chiếc Toyota Prius đã chạy rất nhanh trên đường phố, vượt đèn đỏ và thậm chí đi lên vỉa hè để cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Khi tiếp cận gần chiếc xe nghi phạm, xe cảnh sát đã tông vào hông bên phải chiếc Toyota ở khúc cua, khiến chiếc xe này bị xoay 180 độ. Tuy nhiên, chiếc Toyota Prius đẩy văng xoay ngang đã vô tình văng đuôi trúng một người phụ nữ lớn tuổi đang đi bộ sang đường, khiến người này bị đẩy văng khoảng 4-5m vào lề đường. May mắn là cụ bà 66 tuổi này đã không bị thương. Ngay sau đó, tên trộm xe đã bị cảnh sát bắt giữ. Cơ quan điều tra xác định, trưởng phòng của Viện Kiểm sát Nhân dân Quảng Bình nhận hối lộ. Ngày 17 tháng 1, lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết vừa nhận thông báo kết thúc điều tra vụ nhận hối lộ liên quan đến một trưởng phòng của đơn vị này. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng xác định ông Lê Đắc Thanh, trưởng phòng của hai Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã nhận hối lộ 6 lần với tổng số tiền gần 700 triệu đồng. Số tiền này được ông Thanh nhận qua người trung gian môi giới là Nguyễn Đức Thuận ở Quảng Phương, Quảng Trạch. Ông Thuận trước đó đã chủ động đến gặp vợ chồng Phan Sinh Thành, chủ Quảng Trạch, Quảng Bình, Thành là bị can trong vụ án cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản mà cơ quan chức năng đã khởi tố để điều tra. Tại cuộc gặp này, ông Thuận đã chủ động đưa việc mình có nhiều mối quan hệ và có thể trợ giúp ông Thành. Sau đó, vợ ông Thành đã nhiều lần chuyển tiền cho ông Thuận với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng để lo việc chạy án cho chồng mình. Ông Lê Đắc Thành là kiểm soát viên trong phiên tòa xử Phan Sinh Thành nên ông Thuận đã đưa tiền nhiều lần cho ông Thành. Vì vậy, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định ông Lê Đắc Thanh phạm vào tội nhận hối lộ, còn ông Thuận phạm tội môi giới hối lộ. Như đã thông tin, ngày 6 tháng 6 năm 2023, Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Phan Sinh Thành. Tại phiên tòa này, ông Thành đã trực tiếp gửi đơn tố cáo kiểm sát viên Lê Đắc Thành, người giữ quyền công tố tại phiên tòa này, đã nhận hàng trăm triệu đồng tiền hối lộ để chạy án từ ông Thuận. tranh cãi trường đại học mỹ thuật hàng đầu bán bao lì xì do AI vẽ. Trong thông báo về chương trình Tết Xuân Vầy năm 2024 của Công đoàn Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp mới đây khiến nhiều người gây tranh cãi. Cụ thể, thông báo của đơn vị này cho biết sẽ bán các phong bao lì xì do AI thiết kế để thực hiện chương trình thiện nguyện nhân dịp năm hết Tết đến. Với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI, cùng các gam màu rực rỡ, chính là lời chúc về một năm mới an lành, đầy đủ xâm vầy và thịnh vượng thông báo viết theo tranh cãi của nhiều người đây là một trong những trường đại học hàng đầu về mỹ thuật kỹ năng vẽ tay của sinh viên rất đỉnh nên việc bán các phong bao lì xì được thiết kế bởi ai chưa mang lại dấu ấn đặc biệt của nhà trường Sáng ngày 17 tháng 1, ông Bùi Anh Khoa, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cho biết, đây là hoạt động thiện nguyện của tổ chức công đoàn nhà trường được thực hiện 6 năm nay nhằm góp phần mang đến mùa xuân ấm áp, đủ đầy hơn cho các học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn biên giới, hải đảo. Về thông tin đang gây tranh cãi trên mạng xã hội khi trường Đại học hàng đầu về đào tạo mỹ thuật lại bán các bao lì xì được thiết kế bởi AI chưa phù hợp Ông Khoa cho hay, đây là hoạt động độc lập của tổ chức công đoàn nhà trường, không liên quan đến sinh viên. Hơn nửa dịp cuối năm, hầu hết sinh viên đều bận với bài tập, hoạt động thực tập. Nhà trường không huy động tránh ảnh hưởng đến việc học của các em. Qua lại với sếp và người yêu cũ, cô gái không biết đứa trẻ còn ai, phải nhờ ADN. Một ngày cuối đông cách đây hơn một năm, Nguyễn Thị Hương, 30 tuổi, Hà Nội, đến trung tâm xét nghiệm ADN. Muốn nói xác định huyết thống cho cậu con trai 3 tuổi và chồng, Hường và chồng là anh Đặng Văn Hùng, 30 tuổi. Khi kết hôn, cả hai đều có sự nghiệp ổn định, còn là thư ký của giám đốc công ty xuất khẩu lao động. Công việc thường xuyên phải ra ngoài hỗ trợ xếp, gây dựng các mối quan hệ đối tác. Lâu dần, cả hai có những hành động đi qua giới hạn mối quan hệ đồng nghiệp. Nhiều người trong công ty phát hiện nhưng không ai bàn tán gì. Cho đến một ngày, khi công ty tổ chức tổng kết cuối năm, tất cả nhân viên đưa vợ, chồng, con gái tới giao lưu. Lúc nhìn thấy bé Minh, con trai của Hường, mọi người đều xì xào vì trông bé có nét giống giám đốc. Thấy chồng nghi ngờ, cô nói, nếu anh nghi ngờ thì để tôi đi xét nghiệm ADN cho hai cháu con. Sáng hôm sau, Hùng nhổ sẵn sợi tóc của mình và con, gói ghém cẩn thận thành hai mẫu, nói vợ đem gửi mẫu vào trung tâm giúp. Hôm đó, trước khi đến trung tâm, người vợ ghé công ty đem lấy sợi tóc của sếp và đánh cháo sợi tóc của chồng. Kết quả ông giám đốc và bé Minh cùng huyết thống. Dù kết quả xét nghiệm rõ rành rành bằng mực đen giấy trắng và dấu đỏ của trung tâm, nhưng Hùng vẫn không càn tâm. Anh trực tiếp đi tìm lời giải cho chính mình. Anh đưa vợ cùng người con trai 3 tuổi đến lấy mẫu máu để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm được trả về sau 3 ngày cho thấy đứa trẻ không phải con của Hùng. Hương cúi đầu thừa nhận đi xét nghiệm thay chồng, cô đã tráo mẫu tóc của chồng bằng sữa tóc của sếp. Như vậy, kết quả xét nghiệm đã tố cáo hành vi gian tráo của người vợ. kẻ đâm phó công an phường ở Huế bị khởi tố tội giết người. Ngày 17 tháng 1, Văn phòng, phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Sang, 25 tuổi, ngụ thành phố Huế, về tội giết người. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 12 tháng 1, Nguyễn Tấn Sang có hành vi chặn các phương tiện giao thông trên đường Lê Đức Anh, phường Thủy Vân, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông nhận được tin báo đại úy trần duy hùng hiện được phong vượt cấp lên trung tá phó công an phường thủy vân và trung úy dương văn minh hiếu cảnh sát khu vực phường cùng bảo vệ dân phố đến hiện trường để vận động yêu cầu sang quay trở lại nhà tuy nhiên sang không chấp hành yêu cầu mà còn có thái độ hung hãn lời qua tiếng lại và xô xát với lực lượng tổ công tác quá trình này sang vùng chạy vào trong nhà và chạy ra cầm theo một con dao thái lan tấn công vào tổ công tác Trước hành vi nguy hiểm của Sang, Đại úy Trần Duy Hùng đã dũng cảm áp sát khống chế, bắt giữ Sang. Quá trình này, Đại úy Hùng bị Sang đâm nhiều nhát vào cổ và ngực. Mặc dù đã được các y, bác sĩ, bệnh viện Trung ương Huế tận tình cứu chữa, nhưng Đại úy Trần Duy Hùng đã hy sinh. Dân mạng bất ngờ đào lại clip duy nến review phở gà lâm, bà chủ phản ứng thế nào khi có người quay clip. Những ngày qua, hàng phở gà lâm trên phố Nam Ngư bỗng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội bởi một drama không đáng có. Cũng từ đó, nhiều người đã tìm hiểu các thông tin về hàng phở này và phát hiện ra rằng cách đây khoảng một năm, từng có một YouTuber tai tiếng đã đến review. Cụ thể, đó là Duy Nến, một YouTuber từng bị cộng đồng mạng lên án vì những video review đi vào lòng đất, mắc phải hàng loạt lỗi sai ngớ ngẩn. Nam YouTuber này cũng đã từng đến phở gà lâm review và bị chủ quán phản ứng bởi việc đứng quay ngay trước cửa, gây ảnh hưởng tới hoạt động buôn bán theo đó trong video được Duy Nến đăng tải khi youtuber này đang đứng ngay trước cửa và quay bên trong thì bà chủ quán phở có nói hãy đi vào bên trong ngồi nhân viên sẽ mang tận nơi chứ đứng như vậy thì gây vướng víu giọng điệu có phần gắt gỏng và thái độ khó chịu có thể khiến người nghe hơi e ngại một chút thế nhưng ngay sau đó bà chủ vẫn thoải mái chia sẻ thông tin với nam youtuber khi được hỏi thậm chí còn chỉ cho duy nến chỗ quay thêm những hình ảnh đặc sắc các dân mạng cũng nhận ra rằng thật ra do cách nói chuyện của bà quen như vậy mà thôi hay như khi gia đình Duy nến định sang quán cà phê đối diện ngồi ăn rồi gọi phở sang, vì tưởng quán hết chỗ thì bà chủ còn cẩn thận bảo, ngồi bên kia là phải trả tiền nước con ạ. À. Điều này càng khiến người ngay cảm thấy sự thật tâm của chủ quán, dù giọng điệu và cách nói chuyện của bà có phần thẳng thắn quá và dễ gây hiểu lầm khiến một số người e ngại. Cũng theo ghi nhận vài ngày gần đây, lượng khách đến phở gà Lâm tăng nhiều. Bên cạnh các khách hàng quen, có rất nhiều người vì biết thông qua mạng xã hội nên tìm đến để ăn thử đề xuất định danh người bán hàng online, ngăn hàng nhái trên mạng. Sáng 17 tháng 1, tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Báo cáo tại hội nghị, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho biết trong năm 2023, lực lượng quản lý thị trường đã thanh tra kiểm tra hơn 71.000 vụ buôn lậu, hàng giả. Về phương hướng nhiệm vụ trong năm 2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết, bên cạnh việc phòng chống gian lận thương mại, phòng chống hàng giả, lực lượng quản lý thị trường đặt trọng tâm trong công tác phòng chống hàng giả trên môi trường online. Về giải pháp giúp giảm thiểu tình trạng bán hàng giả, hàng nhái trên môi trường mạng, ông Trần Hữu Linh cho rằng cần thay đổi quy định và có những quy định về định danh được người bán. Hiện nay, hàng triệu người bán ở trên mạng không định danh được, không biết được người bán nằm ở đâu. Đề án 06 của Bộ Công an về cơ sở dữ liệu dân cư là nền tảng rất tốt để yêu cầu các sàn giao dịch thương mại điện tử, người bán hàng trên mạng bắt buộc kê khai thông tin định danh người bán hàng. Từ đó mới thực hiện được nghĩa vụ thuế hoặc khi có thanh tra kiểm tra vi phạm thì mới xác định được. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho hay Ông Trần Hữu Linh cũng đề nghị lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý thị trường để triển khai có hiệu quả công tác chống hàng giả trên môi trường mạng. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.